trợ lý hàng đầu của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Polodiak mới đây đã tiết lộ bí mật của kế hoạch chiến thắng. Được lãnh đạo nước này tiết lộ, bao gồm mục tiêu mà Kiev muốn nhắm đến trong các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Phát biểu với ABC Ukraine, ông Polodiak cho biết, phần bí mật của kế hoạch nói trên không được tiết lộ với công chúng. Phần này bao gồm danh sách các mục tiêu, kế hoạch hành động và chi tiết về các loại vũ khí cần thiết để thực hiện các cuộc tấn công như vậy chống lại Nga. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày kế hoạch chiến thắng của Ukraine trước Quốc hội nước này. Kế hoạch bao gồm 5 điểm, gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, khía cạnh quốc phòng, dằn đè sự xâm nhập của Nga, tăng trưởng và hợp tác kinh tế, kiến trúc an ninh hậu xung đột. Phần công khai của kế hoạch bao gồm một số yêu cầu đối với các nước hộ phương Tây, như đề nghị lời mời gia nhập NATO ngay lập tức. Đề nghị về lời mời gia nhập NATO dường như đã gây ra phản ứng trái chiều ở phương Tây. Đặc phái viên của Mỹ tại NATO, Julianne Smith cho biết, mặc dù khối vẫn còn cam kết với con đường gia nhập không thể đảo ngược của Kiev, nhưng việc trở thành thành viên của liên minh quân sự này thực tế không phải là vấn đề ngắn hạn. Phản ứng về kế hoạch chiến thắng của Ukraine, Điện Kremlin ngày 16 tháng 10 cho biết, còn quá sớm để bình luận chi tiết song Ukraine cần tỉnh táo để nhận ra sự phổ ích của kế hoạch mà họ đang theo đuổi. Theo thông tin tình báo của quân đội Ukraine, Nga đang thành lập một đơn vị có khoảng 3.000 lính Triều Tiên. Thông tin mới nhất cho thấy Bình Nhưỡng đang lập một mối quan hệ đồng minh quân sự gần gũi với Điện Kremlin. Tuy nhiên, theo BBC News, chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy một đơn vị quân sự lớn như vậy được thành lập ở vùng Viễn Đông của Nga, và người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đã bác bỏ thông tin về sự tham gia của binh lính Triều Tiên. Đây không chỉ là thông tin tình báo của Anh mà còn của Mỹ nữa. Họ lúc nào cũng đăng tải những thông tin như vậy mà không đưa ra bằng chứng. Rõ ràng mức độ hợp tác giữa Moscow và Bình Nhưỡng gần đây đã trở nên sâu sắc hơn. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi thông điệp chúc mừng sinh nhật tổng thống Nga Putin và hồi tuần qua và gọi ông ta là người đồng chí thân thiết nhất. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói về việc. Triều Tiên đang tham chiến và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc trong tháng này cũng đã nói rằng có khả năng cao binh lính Triều Tiên được triển khai tại Ukraine. Câu hỏi lớn nhất hiện nay đó là số lượng binh sĩ Triều Tiên tham gia. Một nguồn tin quân sự ở vùng Viễn Đông của Nga đã xác nhận một số lượng binh sĩ Triều Tiên đã đến nơi và đồn trú tại một trong những căn cứ quân sự gần thành phố Usurisk nằm về phía bắc thành phố Cảng và Divostok. Thế nhưng nguồn tin này đã từ chối đưa ra con số chính xác ngoài việc nói rằng không thể nào gần con số 3.000 được các chuyên gia quân sự nói với BBC rằng họ nghi ngờ về khả năng các đơn vị quân đội của Nga có thể huy động thành công hàng ngàn lính Triều Tiên. Lúc đầu họ đã không dễ dàng gì trong việc huy động hàng trăm tù nhân Nga và tất nhiên những kẻ đó đều nói tiếng Nga. Thậm chí nếu có 3.000 quân ở đây thì không phải là con số lớn trên chiến trường. Thế nhưng Mỹ và Ukraine cũng quản ngại. Đây là một sự thăng tiến đáng kể trong quan hệ của Nga và Triều Tiên. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller, đây là bằng chứng về cấp độ tuyệt vọng mới của Nga sau những tổn thất trên chiến trường. Vào hồi tháng 6, ông Putin đã nâng ly chúc mừng một thỏa thuận hòa bình và phòng thủ với ông Kim Jong-un. Và cũng có nhiều bằng chứng cho thấy Triều Tiên đang cung cấp đạn dược cho Nga. Điều này gần đây đã được thể hiện qua việc phát một tên lửa ở vùng Poratava của Ukraine. Trên thực tế, thông tin về mìn và đạn pháo do Bình Nhưỡng cung cấp đã xuất hiện từ tháng 12 năm 2023 trong các nhóm trò chuyện trên Telegram liên quan đến các cộng đồng quân sự của Nga. Các binh sĩ Nga đồn trú tại Ukraine đã thường xuyên lên tiếng chỉ trích về tiêu chuẩn đạn dược và việc hàng chục binh sĩ bị thương. Kiev nghi ngờ một đơn vị binh lính Triều Tiên đang tiến hành thao dượt tại vùng ulan Ude của Nga, gần biên giới giáp với Mông Cổ trước khi được huy động đến tỉnh Kursk của Nga, nơi quân Ukraine đang tiến hành cuộc xâm nhập vào hồi tháng 8. Họ có thể canh gác một số khu vực tại biên giới giữa Nga và Ukraine và giúp các đơn vị của Nga được rảnh tay để chiến đấu ở nơi khác tôi loại trừ khả năng các đơn vị này sẽ ngay lập tức được huy động đến tiền tuyến. Cập nhật những tin tức nóng liên quan đến tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine. Quân đội Nga vừa tuyên bố UAV vũ trang hạng nặng Inokodes RU đã phóng tên lửa dẫn đường vào mục tiêu ở Kursk, phá hủy hai thiết giáp Ukraine. Truyền hình quốc phòng Nga sau đó công bố video từ camera hồng ngoại trên UAV trinh sát, cho thấy tên lửa dẫn đường được phóng ra từ UAV Inokodes RU lao xuống vị trí tập trung nhiều nguồn nhiệt và tạo ra vụ nổ lớn. UAV trinh sát tiếp cận khu vực để đánh giá kết quả đòn đánh bằng các cảm biến khác nhau, cho thấy ít nhất hai đám cháy riêng rẽ và cột khói lớn đang bốc lên. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay không người lái UAV của đơn vị trinh sát thuộc cánh quân Bắc đã phát hiện điểm tập kết thiết giáp của quân đội Ukraine tại cánh rừng gần biên giới ở tỉnh Kursk. Sở chỉ huy quyết định thực hiện đòn tấn công chính xác sau khi xác định tọa độ mục tiêu. Kiếp điều khiển UAV vũ trang hạng nặng Inokodes RU đã phá hủy hai thiết giáp Ukraine bằng một tên lửa. Hình ảnh hiện trường cho thấy đòn tập kích đánh chính xác vào mục tiêu, hai xe thiết giáp cùng đạn dược đã bị kích nổ. Quân đội Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra. Trong bối cảnh chỉ còn 18 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, cả hai ứng cử viên là bà Kamala Harris và ông Donald Trump đều đang tiếp tục chạy đua quyết liệt để giành lấy sự ủng hộ từ những cử tri chưa quyết định. Nhập cư là một trong những vấn đề được cử tri Mỹ hết sức quan tâm trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, hai ứng cử viên của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa có cách nhìn khác nhau về vấn đề này. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Đài Fox News, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã phải đối mặt với những câu hỏi về cách thức chính quyền của tổng thống Mỹ Joe Biden đang giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp ở biên giới phía nam. Bà Harris cho rằng, làn sóng nhập cư gia tăng chủ yếu là do chính quyền trước đây của Đảng Cộng hòa đã thiếu hành động nên không thông qua được dự luật nhập cư lưỡng đảng. Việc đảo ngược chính sách nhập cư của chính quyền cũ là một thách thức đối với chính quyền đương nhiệm của tổng thống Biden. Bên cạnh đó, bà Harris cũng nhấn mạnh, nếu được bầu làm tổng thống Mỹ Chính quyền của bà sẽ không chỉ đơn thuần tiếp tục các chính sách hiện tại. Trong khi đó, ông Trump lại nỗ lực thu hút cử tri nhờ quan điểm cứng rắn về nhập cư và an ninh. Ông cho rằng người nhập cư ở Ohio đã ăn thịt thú cưng và cướp mất việc làm của những người Mỹ gốc Phi và người Mỹ gốc Tây Ban Nha. Trước đó, ông Trump hứa sẽ bổ sung 10.000 lính biên phòng nếu được bầu làm tổng thống. Quan điểm cứng rắn về nhập cư và an ninh nội địa này đã giúp ông Trump tiếp tục duy trì sự ủng hộ từ nhóm cử tri bảo thủ ngày 17 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định xóa thêm 4,5 tỷ đô la Mỹ khoản nợ nhân viên cho hơn 60.000 người vay. Qua đó, nâng số lượng viên chức được xóa nợ từ thời sinh viên lên hơn 1 triệu người. Thông báo của Nhà Trắng cho biết đến nay, chính quyền Tổng thống Biden đã phê duyệt 175 tỷ đô la Mỹ để xóa nợ sinh viên cho gần 5 triệu người vay. Tuy nhiên, phía đảng Cộng Hòa đã cho rằng cách tiếp cận xóa nợ sinh viên của Tổng thống Biden là vượt thẩm quyền và mang lại lợi ích không công bằng cho người vay có trình độ đại học trong khi những người vay khác không nhận được sự hỗ trợ như vậy. Kế hoạch xóa nợ cho sinh viên được tổng thống Biden đưa ra năm 2022 với chi phí ước tính khoảng 430 tỷ đô la Mỹ. Theo kế hoạch này, chính phủ sẽ xóa nợ lên tới 20.000 đô la Mỹ cho những người có mức thu nhập dưới 125.000 đô la Mỹ một năm. Trong những năm qua, Đảng Dân chủ thúc đẩy chính phủ Mỹ xóa nợ sinh viên, trong khi đa số thành viên Đảng Cộng hòa phản đối đề xuất này. Tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 18 tháng 10 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gọi Hàn Quốc là một quốc gia xa lạ và thù địch, đồng thời cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực nếu chủ quyền của Triều Tiên bị xâm phạm. Theo KCNA, những phát biểu này được ông Kim Jong Un đưa ra trong chuyến thị sát trụ sở Quân đoàn 2 thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào hôm 17 tháng 10, hai ngày sau khi bình nhưỡng cho nổ tung các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc, vốn từng được coi là biểu tượng quan trọng cho hòa giải liên triều. KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố, quân đội của chúng ta cần phải ghi nhớ một lần nữa sự thật rõ ràng rằng Hàn Quốc là một quốc gia xa lạ và là một quốc gia thù địch. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng thời cảnh báo, khi chủ quyền của Triều Tiên bị xâm phạm bởi Hàn Quốc, một quốc gia thù địch, thì lực lượng vũ trang Triều Tiên sẽ được sử dụng không do dự, không còn tuân thủ các điều kiện nữa cũng theo đó ông nhấn mạnh việc triều tiên phá hủy và cắt đứt kết nối đường bộ và đường sắt liên triều không chỉ mang ý nghĩa đóng cửa về mặt vật lý mà còn mang ý nghĩa chấm dứt mối quan hệ xấu xa với hàn quốc và xóa bỏ hoàn toàn ý tưởng phi lý về thống nhất